Kip.com xin chào bạn, và ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại để giới thiệu với bạn chiếc xe đạp Sava Colorado 2020. Và Sava Colorado là một dòng xe được phản hồi rất là tốt của thị trường châu Âu cũng như là thị trường Việt Nam từ khi ra mắt tới nay. Và nếu mà nói về màu xe ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là ở Việt Nam thì thường thịnh hành những cái màu như là màu đỏ này, màu đen này, màu vàng, màu cam, đúng không? Tuy nhiên là với cái màu xe đặc biệt như thế này, thì cái màu này gọi là màu xanh thiên thanh các bạn nhé, thì rất là đẹp. Và mình thường là chỉ thấy ở cái dòng xe cao cấp của châu Âu thôi, và mình rất là ghét cái màu xanh này vì mình thấy rất là chất. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá xem là chiếc xe Sava Colorado màu xanh thiên thanh này đẹp hấp dẫn như thế nào nhé. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và sẽ ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Và bây giờ xin mời bạn sẽ cùng ngắm và chiêm ngưỡng chiếc xe đạp Sava Colorado màu xanh thiên thanh này cùng với mình nhé. Và chiếc xe đạp này là một chiếc xe đạp full carbon và bộ chuyển động là full Shimano 105 R7000. Thì các bạn biết là full carbon có nghĩa là phần khung carbon này, càng carbon, cọc yên carbon, tay lái carbon và vành carbon. Thì đối với phần khung thì Sava Colorado màu xanh thiên thanh có tem Sava màu xanh ngọc rất là đẹp và nổi bật, và màu thì rất là ăn khớp với cái phần khung xe là màu xanh thiên thanh đậm, vừa ăn khớp mà vừa rất là nổi bật. Phần ốc của cọc yên thì làm đi âm và được đẩy ra ở dưới này. Cọc yên thì có biểu tượng đôi cánh thiên thần và có chữ Sava nổi, rất là đẹp. Nói chung là từng đường nét rất là tinh tế và xứng tầm với một chiếc xe đạp cao cấp. Mình sẽ quay chi tiết để các bạn cùng nhìn chi tiết này. Đây là phần càng xe này. Tay lái cũng có chữ Sava nổi rất là đẹp. Về bộ chuyển động của xe thì là full Shimano 105 R7000. Thì đây là tay đề lắc này, phanh trước này. Đây là hai cái tăng đơ để điều chỉnh gạt đĩa và gạt lít, được đi âm trong khung xe và tay lái. Đến phần đùi đĩa cũng là Shimano 105 R7000 các bạn nhé. Đây mình quay cận cảnh và chi tiết để mọi người sẽ cùng nhìn từng đường nét của chiếc xe. Đùi đĩa là Shimano 105 R7000. Mình quay chi tiết vào đĩa của xe, có đĩa to và đĩa bé. Thì là đĩa to có 50 răng, mà đĩa nhỏ thì sẽ có 34 răng các bạn nhé. Và khi mình quay thử cho các bạn xem thì tiếng nổ của xe rất là, mình quay rất là nhẹ này, nên tiếng nổ của xe nó rất là to, nghe rất là đã luôn. Và xe thì có 2 đĩa và 11 lít, như vậy là các bạn có thể đi được với 22 tốc độ. Vành xe thì bằng carbon này.
nhìn rất là chất luôn. Đây là một, chỉ có những chiếc xe cao cấp thì chiếc vành xe mới đẹp và tinh tế như thế này. Lan hoa thì có chân inox. Và Mayer thì là Chosen. Gạt đĩa cũng là Shimano 105 R7000. Gạt lít Shimano 105 R7000. Lít Shimano 105 R7000. Phanh sau cũng là Shimano 105 R7000. Phanh trước cũng là Shimano 105 R7000 các bạn nhé. Yên xe thì là yên của Physics. Và có những cái nấc điều chỉnh. Nhìn từng đường nét rất là tinh tế. Và cọc yên thì có nấc để điều chỉnh lên xuống, để có thể điều chỉnh theo chiều cao của các bạn. Như vậy nhìn tổng thể thì đây là một chiếc xe đạp Saba Colorado màu xanh thiên thanh, full carbon và bộ chuyển động là full Shimano 105 R7000. Và vừa rồi thì bạn đã cùng mình ngắm và chiêm ngưỡng chiếc xe đạp Saba Colorado màu xanh thiên thanh. Thì đối với mình rất là kết với màu xanh này, bởi vì rất là độc lạ, nhìn rất là sang trọng và lại trẻ trung. Và không biết bạn có thích cái xe Saba Colorado màu xanh thiên thanh này của mình hay không? Và nếu mà bạn sở hữu chiếc xe đạp này thì khi bạn đi trên đường thì bạn đã có nhìn một chiếc xe rất là độc và lạ và khác biệt với tất cả những người trên đường. Và nếu mà bạn cũng muốn sở hữu chiếc xe đạp này nhanh thì hãy đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi qua số hotline 0983315936 hoặc truy cập vào website xedapthethao.com để đăng ký mua hàng và sẽ là người đầu tiên nhận được chiếc xe đạp này. Xe đạp xedapthethao.com được phát sóng vào khung giờ 9 giờ sáng và 2 giờ tối hàng ngày. Và các bạn hãy đừng quên ấn nút đăng ký kênh hoặc ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra những video mới, bạn sẽ là người đầu tiên.